Hello quý vị và các bạn thân mến, chào mừng quý vị trở lại kênh của Tony sáng thứ ba ngày 14 tới tháng 3 năm 2023. Chúc quý vị một ngày thứ ba an lành, mạnh khỏe và hạnh phúc nhé. Trở lại phần tin tức của sáng ở Mỹ ngày hôm nay, Tony xin phép được chia sẻ và cập nhật những cái thông tin nóng nhất, mới nhất về tình hình của nước Mỹ, về cuộc sống của người dân Mỹ và những cái sự kiện diễn biến nóng bỏng nó đang xảy ra, bao gồm những nội dung sau đây. Gây cấn quá, đây là lần đầu tiên chú ổn lại là người mà đứng đầu đất nước Triều Tiên đó quý vị, đã dùng tàu ngầm và phóng hạt nhân ra, phóng quả tiễn ra. Vì sao, tại sao phủ đầu Mỹ và Nam Hàn? Nội dung thứ hai, Đài Loan quyết định chơi lớn. Trước khi Trung Cộng bao vây hòn đảo Đài Loan thì Đài Loan quyết định làm cái điều này. Điều đó là điều gì? Chút xíu nữa mình sẽ đi sâu vào chi tiết. Nội dung thứ ba, hàng triệu người dân Mỹ đang hoang mang vì trong 72 tiếng đồng hồ vừa qua, ba ngân hàng ở đất nước Mỹ này sụp đổ. Cho nên rầm rộ bà con cô chú bác đang hoang mang là tiền gửi vào ngân hàng có an toàn hay là không. Sau đây quý vị sẽ nghe cái lời tuyên bố nóng của chú Bảy. Chú Bảy là ai? Là người đứng đầu đất nước Mỹ. Và quý vị sẽ có cái câu trả lời là tiền gửi vào ngân hàng có an toàn hay là không. Đó là những vấn đề mình sẽ chia sẻ sau đây, mời quý vị theo dõi. Cũng như thường lệ, nếu thấy thông tin nó hay, please bấm nút chia sẻ để bà con chung quanh chúng ta cùng nhau xem. Và đừng quên để lại một cái like, viết vào chữ bình luận để chia sẻ ý kiến của mình đến với tất cả mọi người. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Sau đây mình sẽ đi vào cái nội dung thứ nhất, tình hình căng thẳng giữa Đài Loan và Trung Cộng. Đây, mời quý vị nghe kỹ nha. Thì trong suốt thời gian vừa qua, chủ tịch Tập lúc nào cũng muốn thống nhất Đài Loan. Và chủ tịch Tập lúc nào cũng nói theo như cái lịch sử của Trung Cộng thì Đài Loan là thuộc về của Trung Cộng, không được phép tách rời ra trở thành độc lập. Và không ai trên cái trái đất này được quyền nhúng tay vào cái chuyện nội bộ của chủ tịch Tập, tức là nhúng tay vào Đài Loan đó quý vị. Nhưng trong suốt thời gian vừa qua, tay phải của Mỹ thì công nhận một Trung Cộng, tay trái của Mỹ thì lúc nào cũng hỗ trợ và bán vũ khí cho Đài Loan để Đài Loan có thể tự vệ khi mà chủ tịch Tập xâm lăng, đúng không? Rồi thì vào ngày hôm qua, theo như tờ báo Reuters đưa tin, quân đội Đài Loan đang lên một cái kế hoạch tăng cường mua sắm thêm vũ khí và trang thiết bị quân sự để làm gì? Để đề phòng một cái tình huống là Trung Cộng phong tỏa bao vây hòn đảo Đài Loan. Tại vì cách đây mấy ngày, chủ tịch Tập đã chính thức tiếp nhận cái nhiệm kỳ lần thứ 3, tức là chủ tịch nước Trung Cộng lần thứ 3. Và đây là cái nhiệm kỳ mà có thể nói là không nằm trong cái hiến pháp hay là cái luật pháp của nước Trung Cộng. Cho nên bây giờ vào ngày hôm qua, theo như báo cáo cơ quan phòng vệ Đài Loan cho biết là họ sẽ khẩn trương bổ sung kho đạn, tên lửa, quả tiễn, các linh kiện và những cái bộ phận thay thế cho chiến đấu cơ F-16. F-16 này là Đài Loan mua của Mỹ đó quý vị, để mà tăng cường khả năng sẵn sàng chiến đấu và phòng ngừa, đề phòng cái tình huống là chủ tịch Tập bao vây hòn đảo Đài Loan. Ghê cẩn quá. Thì đây cũng là một cái thông tin mà có thể nói là giật gân giật cổ trong cái vùng châu Á. Rồi chưa hết đâu, lại thêm một cái thông tin giật gân giật cốt trong cái vùng châu Á nữa là sư đệ của chủ tịch Tập, đó là chú Ủi, lại một lần nữa phủ đầu Mỹ và Nam Hàn. Đây, mời quý vị nghe kỹ nha. Và đây là lần đầu tiên chú Ủi chơi lớn rồi. Đây là lần đầu tiên chú Ủi dùng cái tàu ngầm để phóng quả tiễn ICBM ra bên ngoài. Thì trong suốt thời gian vừa qua, một năm vừa qua, chú Ủi đã rầm rộ phóng rất là nhiều ICBM lựu đạn quả tiễn, nhưng chúng phóng trên đất liền. Chưa bao giờ chú sử dụng tàu ngầm hạt nhân để mà phóng quả tiễn. Nhưng bây giờ vào ngày hôm qua, khi mà quân đội Mỹ và Nam Hàn chuẩn bị mở một cái cuộc tập trận mà có thể nói là lớn nhất trong nhiều năm qua, thì đúng một cái chú Ủn đã ra lệnh cho tàu ngầm phóng một cái quả tiễn hành trình gây cấn quá, để phủ đầu dằn mặt Mỹ và Nam Hàn. Và đây là lần đầu tiên chú Ủn sử dụng tàu ngầm này. Và chú Ủn tuyên bố
là nếu chú Uẩn sử dụng cái tàu ngầm này mà phóng quả tiễn hành trình thì nó sẽ bay tới đảo Guam của đất nước Mỹ. Còn Nhật Bản và Nam Hàn thì khỏi phải nói, nó nằm trong cái tầm ngắm, tầm bắn của chú Uẩn, gây cấn quá. Ở đây không phải là lần đầu tiên chú Uẩn cảnh báo và phóng như thế này đâu quý vị nhé. Trong suốt thời gian vừa qua, chú Uẩn đã nhiều lần làm cho Nam Hàn, Nhật Bản và Mỹ mất ăn, mất ngủ rồi quý vị ơi. Và Mỹ cũng đã điều động tất cả những cái đồ chơi của Mỹ đến Nam Hàn rồi. Rồi đó là cái nội dung thứ hai. Bây giờ mình sẽ đi vào cái nội dung thứ ba. Nó trở ngược lại đất nước Mỹ và tình hình của hàng triệu triệu người dân Mỹ. Thì trong suốt 72 tiếng đồng hồ vừa qua, ba ngân hàng trên cái đất nước Mỹ này nó đã bị sụp đổ, nó đã bị đóng cửa rồi. Cho nên làm cho hàng triệu người dân Mỹ đang hoang mang là chết cha, tiền tôi đang bỏ trong cái ngân hàng mà tự nhiên ngân hàng nó đóng cửa, nó sụp đổ, vậy thì tôi sẽ đi đâu đòi tiền và tiền tôi nó sẽ đi về nơi đâu? Thật sự thì trên cái đất nước Mỹ này nó có một cái luật FDIC là cái cơ quan của chính phủ Mỹ bảo vệ những người gửi tiền vào ngân hàng, và nó có cái con số là bảo hiểm là up all the way to 250.000 đô la. Tức là ví dụ quý vị bỏ tiền vào cái ngân hàng E, ok, cái ngân hàng E này nó đóng cửa, nó sập tiệm, thì cái bảo hiểm FDIC đó nó sẽ bồi thường cho quý vị cho đến có con số là 250.000 đô la. Nếu trên cái đó thì quý vị sẽ bị mất, đúng không? Đúng rồi. Nhưng bây giờ thì cái ngân hàng Silicon Valley Bank tại tiểu bang California ngày hôm qua nó sụp đổ rồi, thì bây giờ chính quyền Mỹ, chính phủ Mỹ quyết định là bail out cái ngân hàng này, tức là quý vị sẽ không bị mất một đồng bạc nào hết. Ví dụ quý vị có ở trong 1 triệu 2 triệu 3 triệu, quý vị sẽ được lấy lại hết những cái số tiền của mình bỏ ở trong đó. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai, vào ngày hôm qua sau khi rầm rộ các ngân hàng sụp đổ thì Tổng thống Mỹ Joe Biden đã có một cái cuộc họp báo rầm rộ tại Tòa Bạch Ốc, và ông ta tuyên bố như thế này. Đây là một cái tuyên bố nóng mà có thể nói là chắc là lúc này chú Bảy đã uống thuốc. Ok rồi, tiền của người dân gửi trong ngân hàng sẽ ở đó, vẫn ở đó khi cần thiết. Tức là chú Bảy nhấn mạnh, chú Bảy đang kêu gọi chính quyền liên bang làm mọi cách để bảo vệ hệ thống ngân hàng của đất nước Mỹ, đừng để cho tình trạng như thế này nó xảy ra nữa. Và đặc biệt là khi mà chính phủ nhảy vô bail out những cái ngân hàng như thế này thì cái tiền bail out nó đến từ đâu? Thật sự là đến từ tiền thuế của chúng ta, đến từ tiền thuế của người dân Mỹ quý vị nha. Rồi. Nhưng bây giờ chú Bảy nói là phải đem những người lãnh đạo của những cái ngân hàng đó ra, mà một là đủ việc, hai là xử tội này nữa kia, chứ không thể nào để cho tiếp tục như thế này được, làm cho lòng dân bị hoang mang đó. Hôm nay là chú Bảy tuyên bố là bây giờ chính quyền của ông ta sẽ làm đủ mọi cách để bảo vệ hệ thống ngân hàng, để cho tiền của người dân Mỹ gửi vào ngân hàng được an toàn. Tức là bây giờ quý vị nghe cái câu trả lời rồi chứ gì đâu, tức là khi mà quý vị gửi tiền vào ngân hàng trên cái đất nước Mỹ này, tiền của quý vị sẽ được bảo hiểm all the way up đến 250.000 đô la. Còn nếu quý vị bỏ 1-2 triệu thì dĩ nhiên, nếu có chuyện gì thì dĩ nhiên tùy theo cái trường hợp. Giống như cái trường hợp Silicon Valley Bank này thì họ cho quý vị lấy lại hết từng cắt từng sen luôn. Nhưng chú Bảy đã đang kêu gọi chính quyền liên bang làm đủ mọi cách để bảo vệ cái hệ thống ngân hàng trên cái đất nước Mỹ này. Rồi sau giờ phút nhanh gọi là buổi sáng ngày thứ ba, tôi đi cập nhật và chia sẻ những cái thông tin liên quan tới tình hình của châu Á, tình hình của đất nước Mỹ. Tôi thì cảm ơn quý vị rất nhiều đã bỏ ra thời gian quý báu để xem cái video này. Nếu thấy thông tin nó hay, please bấm nút chia sẻ nha. Have a good day. Thank you.